Hồng Loan và Hoàng Vĩnh xin kính chào quý vị khán giả của chương trình tin tức tổng hợp Trà Vinh hôm nay, phát sóng lúc 18 giờ 15 phút mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý khán giả những thông tin nổi bật sau đây. Trà Vinh hỗ trợ 6 tấn gạo và nhu yếu phẩm thiết yếu cho thành phố Hồ Chí Minh. Một hành động đẹp trong mùa dịch Covid-19 ở Trà Vinh. Xử phạt hai chủ tài khoản Facebook liên quan vụ bác sĩ rút ống thở. Thành phố Hồ Chí Minh chạy xe từ quận 4 sang quận 1, người phụ nữ 30 bị xử phạt 2,6 triệu đồng. Người đàn ông nhặt ve chai nuôi con bị tâm thần, được cảnh sát giao thông chở đến bệnh viện. Thưa quý vị, sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh tiếp tục tổ chức chuyến xe thứ 3 chở 6 tấn gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh. Đây là các nhu yếu phẩm thiết yếu nhằm hỗ trợ cho bà con quê hương Trà Vinh đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh trong phòng chống dịch Covid-19. Trong đợt này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh đã hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh 4 tấn gạo, 1 tấn muối và 1 tấn nhu yếu phẩm thiết yếu khác trị giá gần 70 triệu đồng. Đây là món quà mà Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh đã vận động các nhà hảo tâm ủng hộ gửi đến bà con đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Qua đó có thể góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của nhân dân Trà Vinh cùng tham gia giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với người dân thành phố Hồ Chí Minh do ảnh hưởng dịch Covid-19. Hôm qua, Công an xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh tổ chức trao trả tài sản bị đánh rơi gồm 6 triệu 250 ngàn đồng, 102 đô la Mỹ, một thẻ ngân hàng cùng một số giấy tờ cá nhân cho anh Lê Minh Thuấn, 32 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Bảo, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Trước đó, ngày 8 tháng 8, anh Nguyễn Văn Trung, ngụ ấp Đầu Bờ, xã Hòa Thuận, điều khiển xe máy chở vợ trên đường đi chợ về thì phát hiện một cái bóp bị đánh rơi trên đoạn đường thuộc ấp Vĩnh Bảo. Sau khi kiểm tra, phát hiện bên trong có nhiều tiền và các loại giấy tờ, anh Trung đã đem số tài sản nhặt được trình báo cơ quan công an. Qua xác minh, công an xã Hòa Thuận đã liên hệ và mời anh Thuấn lên nhận lại tài sản. Sau khi nhận lại bóp tiền và giấy tờ cá nhân, anh Thuấn rất vui mừng và bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với gia đình anh Trung. Trong lúc tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều gia đình, hành động đẹp của anh Trung đã thể hiện tính nhân văn sâu sắc trong đời sống xã hội. Thưa quý vị, 519 thành viên ở Hợp tác xã Nông nghiệp Rạch Lợp, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đang rất phấn khởi do có thể tiêu thụ lúa giữa thời điểm địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội. Theo tìm hiểu, tín hiệu tích cực này đến từ việc Hợp tác xã đã có hợp đồng với thương lái ngay từ đầu vụ. Thời điểm này, vụ lúa hè thu ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đang bước vào mùa thu hoạch, trong khi nhiều bà con nông dân ở các địa phương khác gặp khó khăn khi lúa chín mà không thể cắt do thiếu máy gặt đập liên hợp hay giá lúa thấp, ít thương lái thu mua, thì 519 thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Rạch Lợp, huyện Tiểu Cần lại an tâm vì đã ký hợp đồng bao tiêu với doanh nghiệp từ đầu vụ, máy cắt thì đã có hợp tác xã đứng ra lo liệu. Trước khi trên đường xuống á, thì mấy chốt á, cũng nhờ mấy bên sở nông nghiệp á, cũng bảo lãnh mình qua. Rồi đây thì xuống đây thì cũng có nhờ chủ tịch Chánh cũng như tạo chỗ ở cho mình đó. Doanh nghiệp Võ Văn Ngoan ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều năm làm ăn, ký kết hợp đồng bao tiêu lúa gạo với Hợp tác xã Nông nghiệp Rạch Lợp. Vì vậy, trong lúc thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, doanh nghiệp đã được các ngành chức năng tạo điều kiện thu mua trên địa bàn. Tôi cũng có liên hệ với chỗ Sở Nông nghiệp Phát triển thôn, mà đặc biệt là chỗ đồng chí giám đốc rất là nhiệt tình. Rồi ở đây huyện cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất, kể cả cấp xã, để tạo điều kiện, rồi hỗ trợ nhiệt tình. Trước những tín hiệu tích cực trên, có thể thấy đã đến lúc bà con nông dân nên mạnh dạn thay đổi thói quen, tập quán sản xuất cũ, nên liên kết lại thành vùng sản xuất, thành tổ hợp tác hay hợp tác xã, ký hợp đồng ngay từ đầu vụ để đảm bảo ổn định lâu dài. Thưa quý vị, mới đây câu chuyện về một bác sĩ tên là Trần Khoa đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người sau khi người này đăng tải nội dung được cho là nhường máy thở của cha mẹ mình nhằm cứu sản phụ sinh song thai. Tuy nhiên, vụ việc sau đó bị phanh phui là giả mạo, chỉ nhằm mục đích câu view. Cũng từ đây, nhiều người đã tìm ra một đường dây lừa đảo của bác sĩ Khoa và những người bạn.
Theo điều tra của chúng tôi, nhóm người này lập ra nhóm từ thiện 82 do bà Phạm Thị Hương Giang tên Facebook là Giang Kiều làm trưởng nhóm. Sau khi câu chuyện cổ tích được bác sĩ Trần Khoa thêu dệt, nhiều mạnh thường quân vì cảm động nên đã chung tay ủng hộ quỹ từ thiện này để mua một máy thở mới. Bên cạnh đó, nhiều nhà báo có tên tuổi cũng chia sẻ loạt nội dung này. Để làm câu chuyện xúc tích hơn, chủ tài khoản Facebook Giang Kiều đã biến những nội dung mà các nhà báo chia sẻ của mình trước đó thành nội dung có bản quyền của những nhà báo trên để xây dựng nên uy tín. Đến lúc mọi chuyện vỡ lẽ thì nhiều người mới biết rằng bản thân đã bị nhóm này lừa. Trước sự việc trên, nhiều cá nhân còn đòi lại tiền đã ủng hộ trước đó nhưng bất thành. Dù các thành viên trong nhóm này đã khóa tài khoản trên mạng xã hội Facebook, nhưng một người đã nhanh chóng chụp lại và tiếp tục lột trần sự việc. Theo người này, vị bác sĩ tên là Trần Khoa chỉ là nhân vật phụ. Lúc còn hoạt động trên Facebook thì đang là giáo sư bên Úc. Và nhân vật chính ở đây là người có tên là Phong Lam trong bộ phim. Người này diễn vai là cô bác sĩ Singapore bị ung thư máu từ nhỏ, vượt lên số phận. Tuy chạy chữa tốn kém và nhiều lần tự tử để gia đình đỡ tốn tiền, thì quyết tâm làm lại cuộc đời, mở quỹ 82 kêu gọi ủng hộ các bệnh nhân chữa trị ung thư, nhưng chữa trị mãi, không bao giờ khỏi bệnh. Những nhân vật khác trong nhóm này còn có ai? Xin mời quý khán giả đón xem chuyên mục Vạch Trần Tin Giả trong chương trình ngày mai. Liên quan đến thông tin về bác sĩ rút ống thở của người nhà để nhường cho sản phụ được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM vào chiều qua có buổi làm việc với hai chủ tài khoản Facebook đã cung cấp chia sẻ thông tin không đúng sự thật về vụ việc trên, gây hoang mang dư luận. Theo đó, chủ tài khoản Facebook Nguyễn Đức Hiển và Hoàng Nguyên Vũ bị phạt mỗi người 5 triệu đồng do đăng tin sai sự thật. Làm việc với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, hai chủ thể đăng ký và sử dụng tài khoản Facebook Nguyễn Đức Hiển và Hoàng Nguyên Vũ thừa nhận do mong muốn chia sẻ cảm xúc đối với sự hy sinh của bác sĩ Khoa nhưng thiếu kiểm chứng thấu đáo nguồn tin nên đã vô ý chia sẻ thông tin theo nội dung đăng tải trên tài khoản Facebook Trần Khoa. Và nội dung này là không có thật. Các cơ quan chức năng có thẩm quyền đã xác định nội dung tin nêu trên là tin giả, không có thật. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã xử phạt vi phạm hành chính đối với hai chủ tài khoản Facebook này vì hành vi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Tiếp theo trong phần sau. Khởi tố kẻ bạo hành giả mang con riêng của vợ hờ ở Bình Dương. Xử phạt cô gái lên mạng khoe có thẻ đỏ quyền lực. Thưa quý vị, liên quan đến vụ bé trai bị đánh đập, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Hoài Nam, 29 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Qua điều tra, trong thời gian sống chung với nhau, Nam nhiều lần đánh đập bé nhưng không ai tố cáo sự việc đến công an. Theo điều tra, Nam sống như vợ chồng với người phụ nữ 29 tuổi cùng con riêng của chị tại nhà trọ ở phường Bình Chuẩn. Khoảng 20 giờ ngày 3 tháng 8 sau khi uống rượu, anh ta cho rằng bé trai hay nói dối và nhớ lại mâu thuẫn với cha của cháu nên chửi mắng. Nam sau đó đánh đạp liên tiếp vào người cháu bé. Mặt cậu bé khóc lóc sợ hãi, hắn nhấc bổng nạn nhân lên cao rồi ném xuống. Mẹ bé trai chứng kiến con bị đánh đập tàn nhẫn nhưng không can ngăn, đứng nép trong phòng. Khi cậu bé lần thứ hai bị ném xuống nệm, chị ta mới chạy ra ôm con. Thưa quý vị, thời gian qua, những câu chuyện liên quan đến vaccine hay giãn cách xã hội vẫn luôn là chủ đề gây tranh cãi khi mạng xã hội xuất hiện nhiều trường hợp khoe mẽ quan hệ đặc biệt giữa mùa dịch. Điều này không chỉ ảnh hưởng cho mỗi cá nhân gây ra mà còn khiến cho tâm lý người dân ngày càng trở nên bức xúc hơn. May mắn là các ngành chức năng đã sớm vào cuộc và xử lý nhanh gọn những trường hợp này. Ngày 29 tháng 7, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với Vũ Phương Anh, sinh năm 1993. Cô gái đã lên mạng xã hội khoe được tiêm vaccine Pfizer nhờ ông ngoại mà không cần đăng ký. Nội dung này được Phương Anh đăng tải vào ngày 19 tháng 7, nhưng theo kết quả kiểm tra tại Bệnh viện Hữu Nghị, Thanh tra Bộ Y tế nhận thấy cô này đưa tin như trên là sai sự thật. Sau đó đơn vị này đã chuyển hồ sơ vụ việc tới Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có lĩnh vực thông tin điện tử và mạng xã hội xem xét xử lý vi phạm. Gần đây nhất mạng xã hội TikTok lại xuất hiện một cô gái 19 tuổi ở Hà Nội khoe tấm thẻ trên trang cá nhân của mình. Cụ thể, trong một lần đi chơi cùng một nam thanh niên 21 tuổi, cô gái thấy trên ô tô của nam thanh niên có một thẻ màu đỏ ghi dòng chữ thẻ cán bộ, nên đã cầm chiếc thẻ để quay clip và đăng tải trên TikTok, kèm nội dung tại sao tôi vẫn đi vòng quanh Hà Nội được khi có chốt, và thẻ đỏ quyền lực của ba nhằm câu view thu hút người xem.
Căn cứ các quy định hiện hành, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt cô gái 12,5 triệu đồng về hành vi đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Thưa quý vị, dịch COVID-19 ở nước ta đang diễn biến phức tạp, thế nhưng nhiều người vẫn vô tư và thiếu ý thức khi cả nước thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Đơn cử như trường hợp sau đây, một phụ huynh chở theo con ngồi phía sau chạy ra đường, người này không hề trang bị nón bảo hiểm hay là khẩu trang cho mình. Khi bị lực lượng kiểm soát dừng phương tiện, người phụ nữ này thậm chí là còn dùng những lời lẽ chống đối lực lượng chức năng. Khoảng 17 giờ 50 phút hôm qua, tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện nhiệm vụ trên đường Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh thì phát hiện một người phụ nữ 35 tuổi tạm trú quận 4 thành phố Hồ Chí Minh chạy xe máy từ quận 4 sang quận 1, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Người này còn chở theo một bé gái phía sau có đeo khẩu trang nhưng cũng không đội mũ bảo hiểm. Người đó bảo hiểm của chị đâu? Ông Lãnh ra hỏi về tôi biết chị em được không? Chị sống ở đâu mà ra đường không? Mình ra đường mình phải đội nó có hiểm, mình chạy xe mình phải đội nó có hiểm, mình chị hỏi cái gì hỏi đi. Dạ em hỏi nè, rồi sao chị không đeo khẩu trang? Khẩu trang ở đây nè, nhưng mà nó cảm thấy tại sao không đeo? Ý là không đeo. Hay là đeo vô chị cảm thấy nó khó chịu? Đúng rồi, em cảm giác em khó chịu. Nhưng mà cái đó là ý thức cộng đồng, chị bảo vệ cho cộng đồng chứ lợi chị lây lan dịch bệnh cho cộng đồng rồi sao? Trước tình hình trên, lực lượng chức năng tiến hành xử phạt hành chính 2,6 triệu đồng đối với người này về hành vi không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, không xuất trình được giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, giấy tờ xe, bằng lái xe. Thưa quý vị, người đàn ông không đeo khẩu trang tại chốt kiểm dịch này vừa bị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội ký quyết định xử phạt 2 triệu đồng. Đáng chú ý, người này là ông Nguyễn Bách Lợi, Bí thư Đảng ủy phường Tân Mai. Hình ảnh này được người dân chụp lại vào chiều ngày 7 tháng 8. Căn cứ vào quy định hiện hành, Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai đã ra quyết định xử phạt ông Lợi về hành vi không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Theo quy định, ông Nguyễn Bách Lợi đã bị lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng. Còn đây là hình ảnh một cụ ông cũng vi phạm giãn cách xã hội khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe. Ông còn tỏ thái độ bất hợp tác rồi văng tục với lực lượng làm nhiệm vụ. Sau đó người này còn nằm ăn vạ dưới đường khiến ai ai cũng lắc đầu ngao ngán. Trong phần sau của chương trình sẽ có: Thành phố Hồ Chí Minh muốn san sẻ vaccine Sinopharm với các địa phương. Người đàn ông nhặt ve chai nuôi con bị tâm thần, được cảnh sát giao thông chở đến bệnh viện. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản phản hồi Bộ Y tế làm rõ một số vấn đề liên quan đến vaccine Verocell của Sinopharm theo đề nghị hôm ngày 6 tháng 8. Trong vấn đề phạm vi sử dụng đối với 5 triệu liều vaccine Verocell được một tập đoàn tặng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Y tế cho phép thành phố san sẻ với một số tỉnh thành có nhu cầu bằng hình thức phù hợp. Cụ thể, trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước, số lượng vaccine còn ít, chưa trang trải kịp. Do đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Y tế cho phép thành phố được san sẻ với một số tỉnh thành phố có nhu cầu bằng hình thức phù hợp để phục vụ người dân kịp thời. Về nguồn kinh phí mua vaccine và các chi phí liên quan, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhà tài trợ hỗ trợ đàm phán giá, tài trợ toàn bộ kinh phí mua vaccine và các chi phí có liên quan, không có đề xuất gì kèm theo. Về trách nhiệm liên quan đến các chi phí phát sinh, theo bản cam kết miễn trừ trách nhiệm của nhà sản xuất, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết các chi phí bảo quản vận chuyển trước và khi giao vaccine cho bên mua thì bên bán chịu trách nhiệm. Giữa lúc tình hình dịch COVID-19 đang khó khăn, nhiều doanh nghiệp đang dành tặng cả 5 đến 10 tỷ đồng giúp Việt Nam mua máy thở, mua vaccine. Còn tôi không có gì nhiều, chỉ có tấm lòng muốn bình ổn giá trứng. Thưa quý vị, câu chuyện bình ổn giá thị trường trong lúc này là điều người dân đang mong mỏi. Lời chia sẻ vừa rồi của bà Phạm Thị Huân, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ba Huân, giúp người dân một phần vơi đi nỗi lo. Giữa tháng 7, nhận thấy giá thành nguyên liệu và chi phí sản xuất tăng cao ảnh hưởng tới các doanh nghiệp kinh doanh trứng gia cầm, dẫn đến tình trạng thua lỗ. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đồng ý với chủ trương cho tăng giá trứng khi cung ứng ra thị trường. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ba Huân, bà Phạm Thị Huân không đồng ý và từ chối đề nghị nâng giá. Theo chia sẻ của nữ doanh nhân này, khi Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra cơn khát trứng, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trao đổi về chuyện giữ giá để cùng thành phố vượt qua đại dịch. Bà khẳng định sẽ không tăng giá. Nữ doanh nhân này cho biết thêm, nếu thức ăn chăn nuôi đừng lên giá, thì với mức 25.800 đồng một chục trứng gà bán cho siêu thị, dù mức lãi thấp nhưng doanh nghiệp vẫn ổn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Ba Huân hiện cung cấp khoảng 1 triệu trứng mỗi ngày. Dù có tình trạng thiếu hụt trứng trong những ngày đầu giãn cách, nhưng hiện các hệ thống phân phối đã đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.
Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, thành phố Cần Thơ và Tổng công ty Lương thực miền Bắc Vinafood 1 họp trực tuyến bàn giải pháp kết nối tiêu thụ lúa, nếp giữa thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại cuộc họp, các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, thành phố Cần Thơ thống nhất sẽ thành lập tổ công tác phản ứng nhanh, thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp thu mua, vận chuyển lúa giữa các tỉnh. Theo báo cáo, 4 tỉnh thành gồm An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, thành phố Cần Thơ hiện nay toàn vùng còn khoảng 3 triệu tấn hè thu và thu đông sớm chưa thu hoạch. Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, chuỗi cung ứng logistics lúa gạo đang bị đứt gãy, gây khó khăn cho các tỉnh trong khâu thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ. Tại cuộc họp, lãnh đạo các tỉnh thống nhất sẽ thành lập tổ công tác phản ứng nhanh, thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp thu mua, vận chuyển lúa giữa các tỉnh. Bên cạnh đó, các địa phương cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động thu hoạch, vận chuyển lúa gạo, hàng nông sản trên địa bàn, với điều kiện người được xét nghiệm phải âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR mẫu gộp còn hiệu lực. Đồng thời sẽ ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho đội ngũ tham gia chuỗi logistics lúa gạo. Không có tiền, không người thân, người đàn ông phải cuốc bộ hơn 10 km để đến bệnh viện khám bệnh. Thế vậy, cảnh sát giao thông tại chốt kiểm dịch quốc lộ 1, khu công nghiệp Sóng Thần, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, dùng mô tô đặc chủng chở ông đi. Hành động này của các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã nhận được sự tán thưởng từ dư luận. Cụ thể, khoảng 9 giờ sáng qua, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực giao lộ giữa quốc lộ 1A và khu công nghiệp Sóng Thần, tổ công tác bắt gặp một người đàn ông lớn tuổi đang đi về hướng thành phố Thủ Đức với dáng vẻ khá khó nhọc tại làn ô tô. Ngay lập tức, thiếu tá Võ Thành Tài, phó đội trưởng đội 3 thuộc phòng BC08 đang làm tổ trưởng tổ công tác đã đến đỡ người đàn ông vào chốt nghỉ ngơi và hỏi thăm tình hình. Qua đó biết được người đàn ông tên Nguyễn Văn Chư, 60 tuổi, tạm trú phường Dĩ An, Bình Dương. Thời gian qua ông bị đau chân rất nặng nên phải đến bệnh viện thành phố Thủ Đức khám. Tuy nhiên do không có tiền đi xe cũng không có người thân đưa đón nên ông đành đi bộ. Nhận thấy tình hình như trên, thiếu tá Tài đã gửi ông Chư ít tiền uống nước và xin ý kiến cử thượng úy Triệu Nguyễn Hưng Thịnh cùng dân quân tự vệ Thiều Quang Thanh Sang, phường Tam Bình dùng xe chở ông đến bệnh viện để thăm khám. Ông Chư chia sẻ, ông ở trọ một mình và sống bằng việc nhặt ve chai. Con của ông bị bệnh tâm thần đang được điều trị ở Đồng Nai. Thưa quý vị, khu rừng thực nghiệm hơn 71 ha tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk quản lý, bảo vệ và phát triển từ năm 2012. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, nhiều hộ dân đã tự ý xâm lấn, sang nhượng trái phép, gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý và bảo vệ rừng. Không khó để bắt gặp những tờ quảng cáo mua bán đất chính chủ như thế này, hay xây dựng nhà ở kiên cố. Đây là những hoạt động đang diễn ra ngay trong khu vực rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 911. Cũng biết khu đất này thuộc của rừng, nhưng mà chúng tôi đi thuê lại để làm vườn ươm thôi. Còn hợp đồng giữa nhà nước với người chủ trước thì tôi không biết. Cái thực trạng hiện tại là người dân sang nhượng chuyển đổi cho nhau nhiều năm nay, rồi sửa sang lại một số cái nhà tiền chế. Rồi người ta căng lưới, căng bạt, nói chung là bịt kín để cho khuất tầm nhìn, để gây cản trở cho anh em lực lượng bảo vệ tuần tra rừng. Theo thống kê, hiện vẫn còn gần 12 hectare đất rừng phòng hộ bị khoảng 70 hộ dân lấn chiếm. Số diện tích trên trước đây do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên hợp đồng liên kết với người dân trồng và chăm sóc cây cà phê dưới tán rừng. Năm 2007, hợp đồng liên kết trên hết hạn. Từ đó đến nay, các hộ dân vẫn tiếp tục lấn chiếm làm nhà trái phép. Một số hộ đã trồng mới cây cà phê, làm vườn ươm và mua bán sang nhượng đất diễn ra ngày càng phức tạp. Đến thời điểm này thì nhà nước cũng chưa có hình thức để giải quyết dứt điểm. Thì cũng có nhiều cuộc tiếp xúc, thì có họ có ý kiến là muốn nghiên cứu cho bố trí tái định cư cho họ, nhưng đến nay thì họ vẫn chưa được giải quyết. Vụ việc này cũng xảy ra lâu và trong thời gian vừa qua thì Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thắng cũng chưa báo cáo thường xuyên. Cái kết quả thực hiện về do đó Ủy ban thành phố qua nắm bắt thông tin thì sẽ phải lập đoàn xuống khảo sát để đề ra những cái giải pháp chỉ đạo quyết liệt hơn. Hiện Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Buôn Ma Thuột đang lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để trả lại đất rừng theo quy định của pháp luật. Trong lúc chờ phương án được phê duyệt, các hộ dân này vẫn sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, dẫn đến hệ sinh thái rừng sẽ tiếp tục bị đe dọa do tác động của con người.
Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Một lần nữa kính chúc quý vị khán giả có thật nhiều sức khỏe và lạc quan để cùng cả nước vượt qua đại dịch COVID-19. Hẹn gặp lại lúc 18 giờ 15 phút ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh. Còn bây giờ, Hoàng Vĩnh và Hồng Loan xin kính chào tạm biệt.